Thưa quý vị, mua bán tàng trữ trái phép vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao là hành vi vi phạm pháp luật. Tại Đà Nẵng, bên cạnh việc phát hiện ngăn chặn những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, công an các địa phương còn tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng tại khu dân cư giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để quản lý và ngăn chặn những vụ việc sử dụng hung khí gây mất an ninh trật tự càng chặt chẽ và hiệu quả. Đây là bốn đối tượng gồm Võ Trần Đình Dương, Trần Viết Hào, Tôn Thất Trần Thành Tú, Chế Văn Quốc Tuấn, công trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Được biết, vì nghi ngờ một nhóm thanh niên ở xóm Chùa thuộc quận Hải Châu đến đập phá quán làm ăn của Dương ở quận Ngũ Hành Sơn, nên Dương lên mạng mua số hung khí gồm đao, kiếm và một khẩu súng để tìm gặp giải quyết mâu thuẫn. Hung khí gồm có súng bắn đạn chì này và cái vũ khí tự tạo này chủ yếu là do đối tượng Võ Trần Đình Dương này là chuẩn bị và mua. Qua làm việc thì đối tượng Dương khai là sau khi bị nhóm đối tượng mà đối tượng cho rằng là nhóm xóm Chùa đập phá cái quán nhậu của mình trên đường Phan Tứ thì đã lên trên các trang mạng xã hội và liên hệ với các trang mạng xã hội bán vũ khí, hung khí để đặt mua khẩu súng bắn đạn chì cùng với lại số đạn là 5 viên đạn với số tiền là 6 triệu. Còn đối với 3 cây hung khí tự tạo kia thì đối tượng cũng đặt mua trên mạng. Trước sự phức tạp của việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ngay tại khu dân cư, Công an 56 xã phường ở Đà Nẵng đã liên tục có các đợt tuyên truyền, kêu gọi, vận động bà con nhân dân giao nộp. Câu chuyện của ông Phan Duy Huấn, 64 tuổi, trú tổ 6, phường An Khê, quận Thanh Khê là một ví dụ điển hình. Khi ông tự nguyện và giao nộp một khẩu súng quân dụng hiệu Steven USA và 48 viên đạn các loại. Sau khi mà tôi nghỉ ngơi công việc thì tôi mới dọn nhà, nằm trong một cái góc, rất nhiều đồ thì nó phát hiện được cái này. Thì tôi kịp thời báo cáo công an phường để cảnh sát khu vực thu gom về phường. Đó. Thế thì nó thật với anh là cũng có người nha. Hô tôi bảo thì ông đem quăng vào trong sân bay, tôi bảo không được. Cái này là không được, cái này là vật liệu nổ, cho nên mình phải thu gom và nộp đúng chỗ. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc này là việc làm thiết thực và tôi nghĩ rằng là trách nhiệm của mình và tất cả mọi người. Từ đầu năm đến nay, riêng tại Công an phường An Khê đã vận động và tổ chức thu hồi được 15 hung khí gồm dao kiếm, tuyếp sắt và 70 viên đạn, hai lựu đạn các loại. Trong tháng 9 năm 2023, Công an thành phố đã phát hiện 15 vụ hơn 40 đối tượng chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đáng nói hơn, có nhiều vụ việc bị phát hiện khởi tố. Đối tượng 9 tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã tàng trữ số lượng lớn vũ khí hay tự mình chế tạo vũ khí để kiếm lời. Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân nếu phát hiện các loại vũ khí quân dụng thì kịp thời đem giao nộp cho cơ quan công an gần nhất hoặc báo cơ quan công an để công an có biện pháp xử lý kịp thời. Tất cả những hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và các loại vũ khí khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chủ động phát hiện và vận động người thân, hàng xóm tại khu dân cư giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là biện pháp tích cực mà mỗi địa phương trên địa bàn thành phố có thể làm nhằm hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật.